Và qua cái biến cố đó, mình khám phá ra Chúa có mặt ở trong cuộc đời của mình một cách vô hình nhưng mà rất cụ thể và sống động. Thế rồi đặc biệt là nó có những khoảnh khắc, những cái khoảnh khắc có lẽ là hiếm hoi thôi, nó rất nhanh, nhưng mà những khoảnh khắc đó làm cho chúng ta cảm nhận rõ ràng như thể là mình sờ mó được Chúa. Bởi vì Chúa có mặt cụ thể quá. Tôi không biết được diễn tả làm sao, nhưng mà có lẽ là mỗi một người trong chúng ta có một cái cảm nghiệm như vậy. Chẳng hạn như là cái giây phút đó là chắc chắn là 90% là mình chết thôi. Thế mà không ngờ mình thoát được. Nếu các anh chị có cái kinh nghiệm đó bao giờ? 90% là chết thôi. Vậy mà mình thoát chết một cách rất là bất ngờ. Và cái điều này khi tôi đọc sách đó, thì chính các nhà phân tâm học, nhiều nhà phân tâm học nổi tiếng, họ cũng viết lại trong sách của họ cái điều này. Một cái cảm nghiệm về sức mạnh siêu nhiên trong cuộc sống của con người. Có những cái khoảnh khắc mà nơi mỗi một người một khác. Chẳng hạn như là một linh mục dòng tên nghe đi giảng tĩnh tâm cho các linh mục. Ông kể lại một cái sự kiện nhỏ trong đời của ông, mà không biết tôi có kể cho các anh chị bao giờ. Rất là đơn sơ thôi. Là cái thỏa nhỏ đó, nó mới sau chiến tranh đó, cho nên là bom đạn nó còn vương vãi đầy ở cánh đồng. Vậy mà ngài thì còn ít tuổi, nó đi chơi với mấy đứa trẻ. Thế thì ra không biết là vỡ được cái trái gì đó, mà chạy sọc về nhà để đi tìm con dao ra để bổ cái trái đó. Mọi khi thì bà mẹ không quan tâm, mà tự nhiên hôm đó bà mẹ thấy sốt ruột sao đó thì mới chạy theo con mình. Hóa ra là ông ấy lấy dao ra để ông bổ trái lựu đạn. Thế ông mà bổ được cái trái lựu đạn thì thôi, là cả đám chết hết. Ngài nhớ lại cái chuyện đó. Và Ngài chia sẻ rằng, tôi biết rằng Chúa cứu tôi sống để tôi làm việc cho Chúa. Đấy, đấy là cái khoảnh khắc mà người ta cảm nhận rõ ràng bàn tay can thiệp của Chúa. Trong đời chúng ta mỗi người cũng có. Mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó đi. Rồi nhớ cái gì nữa? Thưa, nhớ thêm điều này. Những thương tích trong tâm hồn. Tôi không nói thương tích thể xác. Tôi nói đến thương tích trong tâm hồn. Có ai trong các anh chị dám nói rằng giây phút này đây tôi không còn một chút gì là vết thương trong tâm hồn tôi. Tôi không còn một chút gì là căm thù, là ghen tị, là ghét bỏ người này người khác không? Đấy, tối nay về xét mình thử coi. Chúng ta mà nhìn thoáng thoáng thì mình sẽ thấy là đâu có ghét ai đâu. Không ghét ai cả. Nhưng mà đi ngoài đường mà nó đi bờ bên này thì mình đi bờ bên này. Nó vẫn còn là cái gì đó lấn cấn ở trong tâm hồn của mình ấy. Chưa hết đâu. Và nhiều khi chính vì cái thương tích mà mình không ý thức ấy, nó chi phối cách nghĩ, chi phối cách sống của mình. Trong tâm lý người ta gọi là cái mặc cảm. Nó chi phối cách sống, cách nghĩ của mình. Rồi bên cạnh những thương tích còn lại ở trong tâm hồn, mình nhớ đến không phải là để căm thù, mà để lạy Chúa, xin Chúa chữa lành con. Và còn phải nhớ đến những thương tích mà chúng ta gây ra cho người khác. Điều này rất tinh tế. Rất tinh tế. Có những vết thương chúng ta cố tình, và có những điều chúng ta vô tình. Vô tình làm cho anh em mình phải đau khổ. Tôi xin phép lấy một ví dụ. Nó có thể chạm đến một người bạn thuở nhỏ của tôi, nhưng mà để các anh chị dễ hiểu. Nhiều khi chúng ta không ý thức đâu. Tôi có một người bạn, tên anh ấy là Cao, nhưng mà Chúa ban cho anh chỉ có khoảng thước rưỡi thôi. Cho nên một cách rất là tự nhiên, tuổi trẻ mà,
thì là cứ chọc nhau, cứ cao luồn, cao luồn. Và tôi cũng như anh em thôi, chọc anh. Một hôm rất là tình cờ, bây giờ ra chơi, tôi ở lại trên phòng, phòng ngủ lớn ấy nè. Mỗi anh có cái giường, có cái bàn làm việc, cái tủ. Tôi ở lại tôi làm việc và tôi cũng không ngờ là anh ấy cũng ở lại làm việc riêng ở phía đầu đằng này. Thế thì có một anh bạn mới đi ở dưới lên. Thì cũng cứ vui vẻ đó, vừa đi vừa cao luồn, cao luồn. Và cái điều tôi không thể ngờ được là anh cao đó, anh cầm một cái racket, cái vật đánh bóng bàn. Anh nhắm đúng mặt của cái anh đó ném. May mà tránh được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh ấy mang trong lòng một cái nỗi buồn phiền, một cái mặc cảm rất lớn mà mình không ý thức. Mình không ý thức. Mỗi một lần mình chọc như vậy đó là làm cho anh rất là đau khổ. Mà chính mình không ý thức. Thấy không? Thế thì trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Có những khi mà ta cố tình, nhưng rất nhiều lần chúng ta vô tình gây nên những thương tích trong tâm hồn người khác. Mình xin Chúa chữa lành những thương tích trong tâm hồn mình. Tại sao mình không xin Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn của anh em mình? Những vết thương mà chính mình gây ra một cách vô tình hay hữu ý. Tôi thấy cái phương pháp này tốt lắm. Có thể mỗi tháng một lần, hay đặc biệt là những lúc nào các anh chị đi tĩnh tâm mùa cháy chẳng hạn, thử coi. Tĩnh lặng trước mặt Chúa, hồi tưởng lại cuộc đời của mình, những người làm ơn cho mình, những biến cố lớn trong đời mình, những khoảnh khắc đặc biệt trong đời mình, những thương tích còn lại trong tâm hồn, những vết thương mà mình có thể gây ra cho anh em mình. Khi chúng ta nhớ lại tất cả những điều đó, chúng ta sẽ cảm nhận. Tôi nói là cảm nhận chứ không phải là hiểu bằng cái đầu, mà là cảm nhận bằng trái tim, bằng cuộc sống. Chúa có mặt ở trong đời tôi, Chúa yêu thương tôi. Và một khi mà chúng ta xác tín thực sự là Chúa có mặt trong đời tôi và Chúa yêu thương tôi dù tôi tội lỗi, thì lúc đấy ta sẽ có thể tiến bước trong bình an, trong phó thác, trong tin tưởng. Bởi vì có Chúa mà. Bởi vì Chúa yêu thương mình mà. Cái sự bình an sẽ đến khi mà ta biết đặt mình trước mặt Chúa, cầu nguyện như là ta đã chia sẻ với nhau. Thế đấy là một số điểm lớn mà khi đọc 11 chương đầu của sách Đệ Nhị Luật, tôi muốn chia sẻ với các anh chị cùng với những chia sẻ chúng ta đã nói với nhau trong các nhóm. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa quên lời thề hứa,
con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm chối Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu.